Chú rể ngày hôm nay đây thì chú rể có thấy vui và hạnh phúc khi lấy được cô dâu Trần Ánh của họ nhà Ánh về làm vợ ngày mai Hoàng. Chú rể thấy hạnh phúc không ạ? Có hạnh phúc ạ. Sướng không ạ? Sướng ạ. Chú rể và các bạn gia đình chú rể được bạn đồng và bà Hoàng đang hiện diện trên sân khấu. Dòng đời buông xuôi, ta cách xa nhau rồi hơn mười mấy năm.